mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Và gặp lại quý anh chị thì trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Hôm nay thì Biển Xanh đang có mặt tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh của Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An là 13 km quý anh chị nhé. Từ con đường tỉnh lộ 9, khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh chạy tới vị trí này là 13 km. Và hôm nay thì Biển Xanh xin chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất vườn có diện tích là ngang 10, dài 60, giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 650 triệu quý anh chị. Là tính từ cái cột mốc bê tông này, mình đo ngang sang là 10m và dài sâu xuống dưới là 60. Cái lô này là hướng đông bắc quý anh chị nhé. Đất vườn hay còn gọi là đất trồng cây, cách khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh chỉ 13 km. Đường là đường xe hơi tới đất quý anh chị. Và con đường này là đường chạy thông. Mình chạy thẳng vào bên trong nữa thì gặp đường kênh nổi, mình quẹo tay phải là đi ra được đường nhựa Tân Hội. Và cái vị trí này thì cũng đã có dân sinh nhà cửa ở hết rồi, chứ không phải là thưa thớt quý anh chị nhé. Từ mặt tiền đường nhựa mình chạy vào đây cũng khá là gần. Và giá của cái lô này nó cực kỳ là rẻ, chỉ có 650 triệu thôi là bao sang tên công chứng, ra sổ mới cho chúng ta luôn. Đất này còn là đất của người dân địa phương chưa qua đầu tư, cho nên nó cực kỳ là rẻ. Ngang 10, dài 60. Đất vườn quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp quỹ tài chính của mình, hoặc là mua để dành, mua để cho con cháu của mình sau này, thấy cái giá nó quá là rẻ như thế này thì mình có thể mua đầu tư. Hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Đường này là đường xe hơi tới đất, ngang 10, dài 60. Đất vườn quý anh chị, giá vô cùng là rẻ. Và lô này là hướng đông bắc, thuộc xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cái này cách với trung tâm Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà là khoảng 43 km. Ở đây thì nó rất là gần với dự án của Vingroup. 650 triệu là chúng ta sở hữu một lô đất ngang 10, dài 60 quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn còn chần chừ gì khi mà thấy được video này của Biển Xanh mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Và đây chính là vị trí lô đất của chúng ta, ngang 10, sâu 60. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.